Đây nè, màu đỏ ha, màu đỏ. Rồi, bên đây là màu đen ha, bên đây là màu đen. Đó, màu đen nha cả nhà. Màu đen tem đỏ ha. Thì hiện tại clip là có hai màu ha, phiên bản 125. Xin chào cả nhà đến kênh YouTube Võ Thanh Hiền TV của mình nha. Hôm nay mình đến cửa hàng xe máy Thu Vân, mình quay cái dòng clip Thái cho cả nhà xem ha. Thì địa chỉ cửa hàng là ở số 2 đường Hồ Xuân Hương, khóm 1, phường 1, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp ha. Thì số điện thoại nữa mình để trên đầu video nha cả nhà. Thì mình xin mời cả nhà cùng theo mình quay cái dòng clip Thái phiên bản màu đỏ nè cả nhà. Đó. Thì trước giờ mình cũng ít quay cái dòng clip Thái ha. Phiên bản này 125 nha cả nhà, phiên bản 125. Đó, mình quay mình chia sẻ để cả nhà mình cùng tham khảo ha. Nếu các bạn nào có thích cái dòng clip Thái này thì hãy liên hệ ha, thì mình làm clip review chia sẻ. Đó, có xe nào mới thì mình chia sẻ để cả nhà mình cùng biết ha. Thì cả nhà nếu cứ đăng ký kênh đi, cho mình xin một cái đăng ký kênh đấy, để theo dõi mình, để có những cái xe nào hay á thì mình báo giá cho cả nhà đó, rồi mình chia sẻ luôn đấy cả nhà mình biết ha. Đó, thì xe clip này thì nhập khẩu từ Thái Lan nha cả nhà. Đó, rồi rồi thì anh em nào đam mê thì hãy liên hệ nha, hãy liên hệ. Rồi thì em nói đây, em nói có màu đỏ, màu đỏ. Thì chiếc clip Thái này thì cái mâm nó cả nhà thấy mâm chữ Y ha, nè mâm chữ Y nè, mâm chữ Y màu đen, heo dầu cũng màu đen luôn, nó thuộc màu đen đó ha. Đây clip 125, nó 125 Y. Rồi thì clip nó có cái phá phá cần thắng nè, phá tải thắng nè cả nhà ha. Cả nhà dừng ngang dốc, cả nhà phá lại, hay nghe điện thoại gì đó. Thì chiếc xe mình không có trôi ha, rất là tuyệt vời. Rồi thì clip Thái thì cả nhà biết là nó có hai cái hộc hai bên, cái hộc bên trái á thì nó cạn thôi, nó cạn nhưng mà rộng lắm, còn cái hộc bên phải nè nó cũng cạn nữa ha, hai cái hộc đều cạn, để những cái vật dụng rất là tuyệt vời cho các chị em anh em mình để đỡ thôi, ví dụ như bao tay nè, chai nước suối nè, mắt kiến nè, ví dụ vậy ha. Đó, thì clip Thái thì cả nhà biết là nó hai chìa phá ha, hai cái chìa phá nè, thì kết hợp nút mở yên đây luôn ha. Đó, thì có nút tắt mở động cơ tạm thời luôn, slim top đó, nút đề đó. Đây đồng hồ em clip Thái nè, mặt đồng hồ nhỏ gọn, nhỏ gọn, hai nút reset đồng hồ nè đó. Rồi thì clip Thái nó có một phuộc cả nhà, phuộc thì màu đen một phuộc, nhưng mà cái lò xo nó dày lắm nha, lò xo nó rất là khít với nhau đó, nên cái độ đàn hồi của nó rất là chắc chắn ha, rất là chắc chắn đó. Nè, đây là hộp công nồng mét đo sao luôn nha cả nhà. Thì đây mâm clip Thái nè, mâm 5 cây, xin lỗi, mâm chữ Y thôi, chữ Y đó, mâm chữ Y ha, nhỏ thôi, phanh thì phanh tăng chống đó. Thì động cơ SB nha cả nhà, SB ha, cho nhà xem cái đuôi em nó nè, nhìn rất là đẹp ha, hai cái đèn nhanh, hai đèn nhanh em nó. Thì thấy hai đèn nhanh nó không có đàn hồi cả nhà, không có đàn hồi như dưới radio ha, nếu mà cả nhà dao quẹt có thể gãy nha cả nhà, có thể gãy ha, tại vì nó cứng quá nè, nó cứng quá, qua nó có đàn hồi thì hay quá đó ha. Thì mình biết sao mình chia sẻ để cả nhà mình cũng biết ha. Đó. Rồi. Thì bộ em nó chưa có gắn cái miếng Oppo vô ở cả nhà ha, chưa gắn miếng Oppo vô. Đây, clip Thái. Màu đỏ rất là đẹp. Mình xin mở cấp yên cho cả nhà xem cái bên trong nó như thế nào. Đây. Thì Thái thì bên trong bình xăng nó vẫn có cái tem luôn nha cả nhà. Đó. Quay Thái cũng vậy, clip Thái cũng vậy ha. Đó, nè. Đây nó bình xăng em nói đây. Số sườn em nói. Rồi, cốp. Cốp thì cũng vừa thôi, cũng vừa thôi, nó tự tựa như cốp Vision vậy đó. Nó như cốp Vario vậy ha, nhỏ nhỏ gọn gọn vậy thôi, chứ không có gì hết á. Rồi. Đây, mút nè. Mút clip Thái nè, nó giống như quay Thái cả nhà, rất là mềm ha, mút màu vàng. Còn ở trước thì mút màu trắng ha, hai loại. Rồi, mình xin phép mình đẩy yên lên nha. Thì dây còn băng bó tá lả chừng này cả nhà ha.
Rồi. Thì bình được để dưới cả nhà. Nè, cho cả nhà xem. Nắp bỏ nó mất tiêu rồi, chắc trong cốp quá. Đó. Cầu chì đồ ở trong này ha, nên cả nhà hạn chế đi đi ngập nước nha, hạn chế đi ngập nước. Thì tại vì cả nhà biết nè, cầu chì ở trong này nè, ngập nước nó sẽ mất điện ha. Đó. Rồi. Thì mình quay rõ ràng chia sẻ để cả nhà mình cũng biết luôn ha. Thì xe mình cái bình nằm dưới thì hạn chế đi ngập nước ha. Rồi. Thì nhãn năng lượng của clip nè, phiên bản này là phiên bản này còn ấy, phiên bản này phiên bản trước nha cả nhà, 2.007 ha. Hơn 2 lít một chút, chưa được 2 lít 1 trên 100 km nha. Đó. Rồi. Thì em nó có cái đèn đèn LED ha, đèn LED hết luôn. Đây, hoặc đồng hồ. Dàn đầu em nói rất là đẹp, rất là ngầu. Nó giống giống như radio cả nhà, giống như radio ha. Rồi. Thì cả nhà nếu mà biết cái giá thì liên hệ số điện thoại ha. Để được báo cái giá chính xác ha, chứ mình không báo được. Xe thì cả nhà biết rồi. Không báo giá được ha. Giá là giá tham khảo thôi. Mà tham khảo thôi cũng chẳng là gì đó cả nhà. Nếu mà thật sự yêu mến thì hãy gọi điện đi, gọi điện ha. Cửa hàng gọi lại cho cả nhà để cả nhà để được tư vấn hỗ trợ cho cả nhà ha. Rồi. Thì đây là bên trong máy nè. Thì máy bên trong nó mênh mông ở trong cả nhà. Mình không thấy được. Đây độ gạt chân nè. Độ gạt chân thì vẫn bằng miếng nhựa ha. Đây có cái cây màu đen ốp vô vậy thôi. À, rồi. Không có gì thay đổi. Bô nè. Bô clip nè. Bô vuông vậy đó nha. Bô rất là dày nha. Bô dày. Có cần đạp luôn nha cả nhà, cần đạp máy luôn ha, cần khởi động. Ví dụ mất điện á, mình khởi động luôn, đạp luôn ha. Thì mình để cái miếng bọc ni lông luôn. Cái dạ yên rất là mềm nha cả nhà. Thì cái yên của Thái á, là cái mút, cả nhà biết nó mềm lắm. Cái phần cái da nữa, cái da thật nữa. Nên cái nhà ngồi nó im lắm, nó im cái mông mình lắm ha. Mình đi đường xa rất là khỏe. Thì mình đi đường xa là chủ yếu là cái yên á cả nhà. Cái yên với cái phuộc ha. Cái yên mà nó không có mềm lắm, mình ngồi là nó đau đó. Mình gặp cái phuộc nữa, rồi gặp bánh xe cứng nữa cả nhà. Ha, kết hợp ba cái ha. Thì cả nhà biết rồi, nó đau lắm. Thì cả nhà biết clip. Thì clip nó có các màu để mình quay cho cả nhà xem ha. Đó, đây, đèn đỏ đầu kế bên luôn ha. Rồi. Thì cả nhà thích xe gì để lại comment nha. Để lại comment bình luận đi. Thích xe Thái hay là quay hay là xe gì đó, cả nhà để comment mình quay sẽ chia sẻ cho cả nhà xem ha. Rồi. Đây chân chống ha. Đây chân chống điện nha cả nhà, đã chống tắt máy ha. Rồi. Thì cảm ơn cả nhà đã xem video của mình nha. Mình hẹn gặp lại cả nhà trong những video sau. Cả nhà nhớ đăng ký kênh ha, cho ủng hộ mình nha. Để mình có động lực để kênh mình phát triển thêm nữa, để cả nhà có biết những chiếc xe hay, cái xe nào mới về thì mình review chia sẻ cho cả nhà ha. Rồi. Mình xin gặp lại cả nhà trong những video sau nha. Rồi, bye bye cả nhà nha. Bye bye.